Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe 88. Hôm nay thì đặc biệt shop 88 là một video review mẫu xe đạp Maruti nữ Capper dành cho nữ, và hàng này hàng của Nhật các bác nhé. Mẫu xe này của Nhật. Thiết kế là khung nhôm với bộ chuyển động đằng sau gồm Meyer của Shimano. Ngoài ra đồ hầu như là của nội địa Nhật. Và dòng này là sản xuất nước thứ ba, đó là Trung Quốc các bác nhé. Tất cả đều sản xuất nước thứ ba, Nhật không còn đặt nhà máy nữa. Về mẫu xe này thì các bác có thể nhìn qua, đây là mẫu vành 26 inch, vành nhôm một lớp. Xăm lốp là xăm lốp 26. Đấy, yên là yên da mềm này. Đấy, mã thương hiệu Maruti rất là êm. Ngoài xe ra xe có cả gắp ga này. Và đặc biệt nhất đó là cái khóa ở của xe nổi tiếng, đó là thương hiệu Nhật. Và đây các khớp mở khóa rất là nhẹ nhàng. Đây các khớp mở ra rất là nhẹ nhàng, phanh bóp cực kỳ nhẹ mà ăn. Đấy, các bác nhìn này, khi bóp phanh này, cái mà phanh dưới này, cực kỳ nhẹ và ăn. Mẫu xe này thì hiện tại chỉ dưới 4 triệu đồng chuông. Thiết kế thì cực kỳ ổn định, nói chung những chị em nào mà cao tầm trên 1,5 m thì đi mẫu xe này, vừa đi làm vừa đi chợ đều được, quay rất là nhẹ thôi. Đây các bác nhìn, quay rất là nhẹ và bon. Ủ đề Meyer sau là dùng Meyer Shimano nhé, Meyer Shimano là dạng xịn luôn đấy, bảo hành khung 3 năm, phụ tùng 1 năm chính hãng. Đèn mặt quang chắn bùn này. Đấy, ngoài ra thì đúng là thương hiệu Nhật khác, và tính đến cái phương pháp là trẻ con ngồi lên và chắn này, không bị chạm vào vành. Đây, tem Maruti của Nhật các bác nhé. Đây, Maruti Japan. Đây, các mối lối của khung này rất là chắc chắn này. Đây. Con này nói chung là nếu bác nào mà thích mua thể dục thể thao hay mua để đi về đi làm đi chợ đều được. Rất là đẹp. Giá dưới 4 triệu thôi. Bác nào có thể sử dụng mẫu xe này thì alo hotline 0933 522 186 hoặc 0936 307 317. Vì mẫu xe này số lượng có hạn vì dạo này dịch nó hiếm hàng đó các bác. Phụ Ninh phụ kiện nhà máy sản xuất cầm chừng không đủ để cho tất cả các hãng sản xuất, nên hiện tại đang còn xe là một điều rất là may mắn. Dịch bệnh thì thực sự đi xe buýt thì không được, phải giãn cách đấy, đi ở ngoài đường thì không biết cách nào nâng cao sức khỏe, chạy bộ thì nhiều nên mỏi chân. Có thể đặt xe đạp cho thông thoáng đầu óc, có thể chọn lựa những chiếc xe đạp mini như thế này đi nó bền, và hàng của Nhật nữa thì cực kỳ xịn. Các bác thì cần alo hotline 0933 522 186 là thì đặt hàng mẫu xe này, hoặc 0936 307 317. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video review mẫu xe đạp Maruti Capper giá chỉ dưới 4 triệu đồng. Xin chào các bác.